Phú ơi, ba cái loa mic đâu? Ba cái loa cái mic của cái trống đâu? Đây chịu trách nhiệm ba cái mic đấy nhá. Đây Phú ơi, mic sẽ gặp thầy Phú rồi. Thầy Phú kia, gặp Phú kia. Phú kia. Alo. Hai bạn nữ trong đội Dước Đức chúng ta tập trung về vị trí tập kết. Thêm mic trống nữa, càng nhiều càng tốt anh ạ. Thêm cái này. Ba cái rồi. Mic trống có chỉnh riêng. Mình tìm em cho anh. Mình tra cái mic nào mic trống. Mặc dù phải có cái gì tốt. Cả ba cái này là mic trống. Thêm cái mic cam nữa là mic trống. Em để rồi. Ok. Hoan nghênh xin được gửi đến toàn thể các quý vị đại biểu, các cơ quan báo chí, các thầy cô giáo, các cán bộ nhân viên, học sinh, sinh viên của tổ chức giáo dục FPT có mặt tại Hòa Lạc ngày hôm nay. Lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính thưa các quý vị, ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với thầy trò tổ chức giáo dục FPT khi 7.000 học sinh, sinh viên tổ chức giáo dục FPT ở đủ mọi lứa tuổi sẽ tham gia màn đồng diễn võ thuật để xác lập kỷ lục Việt Nam. Không chỉ có số lượng đông đảo nhất, màn đồng diễn ngày hôm nay của tổ chức giáo dục FPT còn có các môn sinh đến từ nhiều vùng miền nhất từ trước đến nay, diễn ra cùng một lúc tại 4 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Hàng nghìn môn sinh, hàng nghìn mảnh ghép của FPT Education sẽ hòa chung nhịp đập. Và trước khi đến với chương trình chính, Hoa Quân xin mời quý vị đại biểu chúng ta sẽ cùng theo dõi những tiết mục vô cùng đặc sắc đến từ các câu lạc bộ của tổ chức giáo dục FPT. Để đem đến một không khí thể thao hứng khởi, khỏe khoắn, chúng ta sẽ cùng đến với những động tác, những màn chống đẩy, hít đất vô cùng dẻo dai của các thành viên trong nhóm F-Squad, FPT Street Workout and Teamwork. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt.
Vâng, chúng ta có thể thấy những dòng chữ ở trên trang phục của họ, limit only exists in your mind, nghĩa là những giới hạn chỉ tồn tại ở trong tâm trí của chúng ta. Và ngày hôm nay, thầy trò của tổ chức giáo dục FPT đã sẵn sàng vượt qua mọi rào cản, mọi giới hạn để có thể xác lập kỷ lục Việt Nam. Kính thưa quý vị, cách đây ít ngày chúng ta đã cùng nhau hòa chung niềm vui chiến thắng và cổ vũ cho đội tuyển quốc gia Việt Nam giành chiến thắng ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ngày hôm nay, hãy cùng chúng ta viết tiếp nhiệt huyết đó tại Hòa Lạc ngày hôm nay để cùng tiếp nối hào khí Việt võ đạo. Và ngay sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng thưởng thức những ca từ rất đẹp của bài hát Lá Cờ được thể hiện qua giọng ca đầy nội lực của bạn Ngô Thanh Tú đến từ câu lạc bộ Melody. Đất nước không còn chia Bắc Nam, chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ còn nghe trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, không biết bo bo là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dang, là sách bút nghiêng chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người cầm ngôi sao vàng trên mũ. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, vẫn giữ nụ cười và tiếng hát át tiếng bom, để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khó trong gai đời tôi vẫn giữ nụ cười và con tim ngân lên tiếng ca đoàn quân Việt Nam đi. Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc Nam, chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ còn lại trong những câu chuyện của cha. Tôi lớn lên khi tháng tháng không còn lo phiếu tem, không biết bo bo là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chuyện của cha tôi là những giấc mơ dở dang, là sách bút nghiêng chiến đấu vì một màu cờ đỏ tươi thấm máu bao người. Chuyện của mẹ tôi là cất tiếng ca cho đời, là đến những nơi xa xôi với những con người cài ngôi sao vàng trên mũ. Một thời chiến đấu cha tôi anh hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, vẫn giữ nụ cười và tiếng hát át tiếng bom, để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khó trong gai đời tôi vẫn giữ nụ cười và con tim ngân lên tiếng ca đoàn quân Việt Nam đi. Rồi ngày tháng trôi, bao đổi thay đến với cuộc đời, thì trong trái tim tôi luôn tự hào là người Việt Nam.
vẫn phấp phới với những cuộc đời lòng bồi hồi nhé. Một thời chiến đấu cha tôi ai hùng, một thời gian khó mẹ tôi đảm đang, vẫn giữ nụ cười và tiếng hát à, tiếng bom để rồi nay bước trên con đường đời, dù bao gian khó trong gai đời tôi vẫn giữ nụ cười và con tim ngân lên tiếng ca. Đoàn quân Việt Nam đi. Xin cảm ơn bạn Ngô Thanh Tú với ca khúc Lá Cờ. Và để viết tiếp tình yêu quê hương đất nước nhưng không bằng những lời hát mà bằng những điệu nhảy sôi động, ngay sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục Gọi Tên Việt Nam đến từ nhóm nhảy Solid Crew Đại học FPT. Vâng, xin cảm ơn những vũ đạo đầy sôi động của nhóm Solid Crew đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các môn sinh ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, hơn một thập kỷ tiên phong trên con đường đổi mới giáo dục cũng là hơn một thập kỷ mà tổ chức giáo dục FPT đã lan tỏa tinh thần tự hào Việt võ đạo đến với đông đảo thế hệ trẻ Việt Nam. Và ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng hướng lên màn hình và cùng nhìn lại về quá trình hình thành và phát triển của Võ Vi Nam Việt võ đạo tại tổ chức giáo dục FPT.
Từ thuở khai sơn lập quốc, võ học Việt Nam không ngừng phát triển, có phần quan trọng trong việc dựng và giữ nước, chống giặc ngoại xâm. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, người Việt lại tìm về với cội nguồn võ học dân tộc để chiêm nghiệm và sáng tạo nên một nền võ đạo thuần Việt. Năm 1936, giữa thời kỳ cả nước sôi sục tinh thần kháng chiến chống thực dân, võ sư Nguyễn Lộc đã sáng lập Việt Võ Đạo Vô Vi Nam. Hình bản đồ Việt Nam được trân trọng sử dụng trên kỷ hiệu và phù hiệu của bộ môn. Vàng, xanh dương, đỏ và trắng tượng trưng cho màu da, cho xương máu của người Việt và niềm tin, hy vọng được chọn làm bốn màu sắc chính xuất hiện trên kỷ hiệu, phù hiệu, võ phục và hệ thống đai Vô Vi Nam. Việt Võ Đạo đề cao tinh thần cách mạng tâm thân, luyện võ cũng là rèn luyện nhân cách, hiếu quốc và ái quốc. Là tổ chức sinh ra trong lòng doanh nghiệp, một trong những đơn vị tiên phong trên con đường tự chủ giáo dục, nhưng FPT Education cũng đồng thời mang trong mình một triết lý dạy và học đậm đà tính dân tộc, rằng những thế hệ học sinh, sinh viên hiện đại có thể sở hữu tấm hộ chiếu toàn cầu, nhưng luôn cần phải bước ra thế giới với một tâm hồn đậm bản sắc Việt. Điều đó được thể hiện bằng việc FPT Education đưa Vô Vi Nam, bộ môn võ thuật cổ truyền vào chương trình giảng dạy chính thức cho tất cả học sinh, sinh viên ngay từ ngày thành lập. Khoác lên mình bộ võ phục xanh của hòa bình, của hy vọng, ngày nắng hay ngày mưa, học sinh, sinh viên toàn FPT Education vẫn miệt mài thao luyện trên võ đường. Những động tác khó được thầy trò cùng nhau luyện tập, nhiều giọt mồ hôi rơi ướt thảm đấu, nhưng đâu đó vẫn vang lên tiếng cười, tiếng hát và cả những câu chuyện chào tình yêu và triết lý võ thuật vị nhân sinh mà các thế hệ đi trước truyền lại cho 9X, 10X ngày nay về Vô Vi Nam. Từ những võ đường Vô Vi Nam ở FPT Education, giảng viên và sinh viên tổ chức đã đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu chuyên nghiệp cấp quốc gia, quốc tế như giải vô địch Vô Vi Nam toàn quốc, giải vô địch Vô Vi Nam thế giới, SEA Games, giải Vô Vi Nam sinh viên miền Bắc, giải Vô Vi Nam sinh viên toàn quốc. Mới đây, FPT Education vinh dự đăng cai giải vô địch Vô Vi Nam sinh viên miền Bắc vào năm 2017 và liên tiếp cử đoàn học sinh, sinh viên tham dự nhiều giải thi đấu trong nước. Từ học sinh tiểu học trung học cơ sở FPT, học sinh trung học phổ thông FPT, sinh viên cao đẳng thực hành FPT Polytechnic, cao đẳng Anh Quốc BTech, Đại học Greenwich Việt Nam, khối liên kết quốc tế FI, Đại học FPT, từ tất cả các tỉnh thành có sự hiện diện của FPT Education ở ba miền Bắc, Trung, Nam. Hình ảnh bàn tay thép đặt lên trái tim tự ái, truyền thống của bộ môn Vô Vi Nam được giảng viên, học sinh và sinh viên FPT Education nhân rộng và lan tỏa. Ngay từ khi trở thành tân sinh viên của tổ chức giáo dục FPT, các bạn sinh viên không chỉ trang bị về kiến thức, trang bị về thể chất và tinh thần. Các thầy cô trên lớp, ngoài việc giảng dạy về Vô Vi Nam, các thầy cô còn giảng dạy, truyền đạt cho các em về tinh thần võ đạo để các em sẵn sàng với cuộc sống mới, sẵn sàng với cuộc sống học tập và làm việc sau này để trở thành một công dân toàn cầu. Hơn một thập kỷ tiên phong trên con đường đổi mới giáo dục, cũng là hơn một thập kỷ FPT Education góp phần lan tỏa tinh thần tự tin, tự hào về Việt võ đạo đến thế hệ trẻ Việt Nam. Cùng sự phát triển của tổ chức, hướng đến mục tiêu mega vào năm 2025, FPT Education đồng thời đặt mục tiêu trở thành võ đường Vô Vi Nam lớn nhất Việt Nam. Tin tưởng rằng, hình ảnh bàn tay thép đặt lên trái tim tự ái sẽ cùng học sinh, sinh viên FPT Education hiện diện trong nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, đi tới mọi miền đất nước qua những bước chân trưởng thành sau những ngày tháng học tập nghiêm túc trên giảng đường, thao luyện hết mình trên võ đường, cùng tinh thần và trái tim nhiệt huyết, đề cao triết lý võ thuật vị nhân sinh của dân tộc. Và kính thưa quý vị, đó chính là niềm tự hào Việt võ đạo Vô Vi Nam đã được thắp sáng và lan tỏa trong suốt hơn một thập kỷ vừa qua tại tổ chức giáo dục FPT. Và kính thưa các quý vị đại biểu, các anh chị nhà báo, các thầy cô giáo cùng các em học sinh sinh viên thân mến. Ngay sau đây, lễ diễu hành khai mạc màn đồng diễn võ thuật lớn nhất Việt Nam xin được phép bắt đầu. Đang tiến vào lễ đài là đoàn sinh viên rước quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lá cờ đỏ sao vàng rực rỡ giữa đất trời bao la.
màu cờ đỏ thắm tượng trưng cho ý chí, sức mạnh, niềm tin chiến thắng trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Ngôi sao năm cánh là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Lá cờ Tổ quốc linh thiêng tung bay phấp phới là biểu trưng của lòng yêu nước nồng nàn, cháy bỏng trong mỗi người con Việt Nam. Đang tiến vào lễ đài là lá cờ FPT 30 năm tiên phong, khẳng định dấu mốc quan trọng trong sự hình thành và phát triển của tập đoàn FPT. Thành lập ngày 13 tháng 9 năm 1988, cho đến nay FPT đã có 30 năm không ngừng mở lối tiên phong trong công nghệ thông tin viễn thông, từ việc bắt cầu công nghệ thế giới về Việt Nam đến đưa trí tuệ Việt lên bản đồ công nghệ thế giới. Màn đồng diễn võ thuật lớn nhất Việt Nam do Tổ chức Giáo dục FPT tổ chức cũng là một hoạt động ý nghĩa chào mừng sự kiện FPT 30 năm. Tiến vào lễ đài lúc này chính là lá cờ in phù hiệu Vo Vi Nam với nhiều ý nghĩa sâu sắc. Dương Tổ tượng trưng cho sự cứng cáp, đức dũng cảm, bàn tay phép. Âm Tổ tượng trưng cho sự mềm dịu, lòng nhân từ, trái tim từ ái. Vòng đạo thể biểu tượng cho sự khắc chế, điều hòa âm dương trời đất, bao dung, trí tuệ minh mẫn. Tất cả những ý nghĩa này nói lên nhiều điều đặc biệt mà Vo Vi Nam mang đến cho các môn sinh, giá trị văn hóa dân tộc, lòng nhân ái, sự bao dung của con người Việt Nam. Và sau cùng chính là đội Hồng Kỳ, bao gồm 40 sinh viên đại diện cho hơn 3.000 học sinh sinh viên tổ chức giáo dục FPT. Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng chào đón 3 vận động viên tiêu biểu đang tiến vào lễ đài thực hiện nghi thức rước đuốc và châm lửa. Chúng ta sẽ cùng chào đón vận động viên Trần Văn Sơn, chủ nhiệm câu lạc bộ Vo Vi Nam Đại học FPT, huy chương bạc giải sinh viên toàn quốc, huy chương vàng giải Hà Nội mở rộng và 2 bạn sinh viên đại diện cho 3.000 sinh viên Đại học FPT tham gia đồng diễn ngày hôm nay. Ngọn lửa là biểu tượng cho sức mạnh và là nguồn năng lượng thắp lên sự sống cho con người. Ngọn lửa vì vậy trở thành hình ảnh không thể thiếu trong mỗi kỳ Olympic, cho các sự kiện thể thao lớn. Nghi thức châm đuốc cũng chính là để truyền nhiệt huyết, tinh thần thể thao bất diệt đến toàn thể những người tham gia màn biểu diễn ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng chào đón vận động viên Mai Thị Kim Thùy, vận động viên vô địch thế giới, huy chương vàng giải châu Á, huy chương vàng SEA Games, sẽ nhận ngọn đuốc từ tay sinh viên và thắp mừng lên ngọn lửa ngày hôm nay. Ngọn lửa đã được thắp sáng thể hiện cho tinh thần thể thao cũng như nhiệt huyết của toàn thể các môn sinh ngày hôm nay. Khối bên phải chú ý. Bên trái quay. Gian hàng. Con chạy vào. Toàn khối chú ý. Sau đây xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các bạn học sinh, sinh viên đứng dậy làm lễ chào cờ. Nghi lễ chào cờ của tổ chức giáo dục FPT, tay phải đặt lên ngực trái. Nghiêm! Chào cờ, chào quốc ca. Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng yêu quốc, bước chân dồn vang trên đường ngập ngành xa. Cờ in bao chiến thắng lòng hồ nước, sung hoa
Xin trân trọng cảm ơn các quý vị. Xin mời các quý vị đại biểu an tọa. Xin mời các môn sinh ngồi. Toàn khối chú ý. Chuẩn bị ngồi. Ôi! Kính thưa các quý vị đại biểu, tới theo dõi màn biểu diễn võ thuật lớn nhất Việt Nam của tổ chức giáo dục FPT ngày hôm nay ở Hòa Lạc, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị đại biểu, các vị khách quý. Về phía đại biểu các cơ quan, đơn vị trung ương xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin, Chủ tịch Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Dương Duy Lâm Viên, Tổng thư ký Hội kỷ lục gia Việt Nam, Giám đốc điều hành tổ chức kỷ lục Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Ngô Bá Huy, Ủy viên Liên đoàn Võ Việt Nam Việt Nam, trưởng bộ môn Võ Việt Nam Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Văn Lam, chuyên viên chính vụ giáo dục thể chất, Chánh văn phòng Hội thể thao đại học và trung cấp chuyên nghiệp Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Bình Định, Phó Tổng thư ký Liên đoàn Võ Việt Nam Thế giới, Chánh văn phòng Liên đoàn Võ Việt Nam Việt Nam. Về phía đại biểu thuộc thành phố Hà Nội, xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Phúc Anh, Phó phòng thể thao quần chúng Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu ông Trần Thanh Quang, Chánh văn phòng Liên đoàn Võ Việt Nam Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu ông Dương Công Tiến, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Võ Việt Nam Hà Nội. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Trung Thủy, trọng tài quốc tế, Ủy viên Liên đoàn Võ Việt Nam Hà Nội. Về phía đại biểu địa phương, xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hữu Bằng. Xin trân trọng giới thiệu ông Đặng Đình Mạnh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất. Xin trân trọng giới thiệu ông Phan Văn Tý, Ban Văn hóa xã Hữu Bằng. Về phía tập đoàn FPT, xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn FPT. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Duy Hưng, Trưởng Ban Văn hóa Đoàn thể tập đoàn FPT. Xin trân trọng giới thiệu bà Bùi Nguyễn Phương Châu, Trưởng Ban Truyền thông tập đoàn FPT. Về phía trường đại học FPT, xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thành, Hiệu trưởng trường đại học FPT. Và cùng với đó là sự hiện diện của các quý vị đại biểu từ trung ương, địa phương, các vị khách mời từ tập đoàn, đông đảo các thầy cô giáo, cán bộ nhân viên, học sinh sinh viên tổ chức giáo dục FPT. Và đặc biệt ngày hôm nay, ban tổ chức cũng xin được vinh dự đón tiếp các thành viên đội tuyển Võ Việt Nam quốc gia về tham dự sự kiện trọng đại này. Xin một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón sự hiện diện của tất cả các quý vị. Và sau đây xin được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT sẽ lên phát biểu khai mạc. Xin được trân trọng kính mời. Kính thưa Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, Chủ tịch Hội đồng Kỷ lục Quốc gia Việt Nam. Kính thưa các vị khách quý, thưa các thầy cô giáo và tất cả các bạn học sinh. Khi thành lập Đại học FPT và sau này là Tổ chức Giáo dục FPT, chúng tôi đặt ra một sứ mạng lớn lao cho các bạn, để các bạn một ngày nào đó sẽ trở thành những chiến binh mở rộng bờ cõi trí tuệ của đất nước, thực hiện cái nhiệm vụ tiên phong của tập đoàn FPT đi vào công cuộc cách mạng 4.0 để thay đổi vị thế của dân tộc trong thời gian tới. Đấy là một cái nhiệm vụ vô cùng nặng nề và một cái sứ mạng vẻ vang. Khi thiết kế chương trình, chúng tôi đã gặp vấn đề là chỉ trong 4 năm thôi, làm thế nào để có thể giúp các bạn phát triển một cách tốt nhất. Thời gian rất hạn chế, chúng ta cần phải có những kiến thức tương đương với các trường đại học ở Mỹ và các nước tiên tiến trên thế giới. Chúng ta làm thế nào để có ngoại ngữ tiếng Anh, chúng ta làm thế nào để có ngoại ngữ tiếng Nhật, và chúng ta làm thế nào để phát triển nhân cách của sinh viên đại học FPT. Một chiến binh không thể chỉ có tri thức, một chiến binh cần phải có một sức mạnh trong một cơ thể mạnh mẽ
và một ý chí còn mạnh mẽ hơn nữa. Cho nên sự lựa chọn VivoNam đã là sự lựa chọn tuyệt vời vào ngày 12 năm về trước. Chúng tôi không chỉ muốn các bạn có thể nắm được cái nghệ thuật làm chủ cơ thể của mình, mặc dù điều ấy vô cùng khó khăn. Chúng tôi còn muốn các bạn làm chủ được tinh thần của mình. Chúng tôi muốn các bạn hết sức khiêm nhường, nhưng mà vô cùng mạnh mẽ. Chúng tôi muốn các bạn không bao giờ cúi đầu trước bất kỳ một cái bạo lực nào. Chúng tôi muốn các bạn vừa giản dị, vừa khiêm tốn, vừa nắm vững cái đạo lý của người Việt, sẵn sàng đón nhận phong ba bão tố. Và rất cảm ơn tất cả các bạn. 12 năm trôi qua, tổ chức giáo dục FPT đã trở thành võ đường VivoNam lớn nhất quốc gia với 33.000 học viên thường trực. Và các bạn đã giành được nhiều giải ở Hà Nội, ở trong nước, ở trên thế giới. Và hôm nay, chúng ta hy vọng rằng chúng ta sẽ thiết lập được kỷ lục quốc gia có 7.000 người đồng diễn VivoNam trên 4 miền của đất nước. Và chúng ta cũng hy vọng là đây cũng là một kỷ lục, nếu được, sẽ là một kỷ lục của thế giới, kỷ lục của lòng đoàn kết, kỷ lục của những bàn tay thép đặt trên trái tim từ ái, kỷ lục của một dân tộc có truyền thống yêu nước và anh hùng. Chúc tất cả các bạn hoàn thành được sứ mạng vẻ vang của mình. Xin chân thành cảm ơn. Và xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ đầy tâm huyết từ Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Gia Bình. Và qua những chia sẻ vừa rồi từ người đứng đầu tập đoàn FPT, chúng ta cũng có thể hiểu thêm được lý do vì sao mà VivoNam Việt Võ Đạo đã trở thành một phần không thể thiếu trong chương trình đào tạo, học tập và rèn luyện của tổ chức giáo dục FPT kể từ khi mới thành lập. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay, tổ chức giáo dục FPT cũng vô cùng vinh dự khi được đón tiếp lãnh đạo bộ môn VivoNam từ Tổng cục Thể dục Thể thao đến chứng kiến màn đồng diễn VivoNam lịch sử. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời ông Ngô Bá Huy, trưởng bộ môn VivoNam Việt Nam, và ông Vũ Mạnh Tuấn sẽ lên trao quà cho trưởng bộ môn VivoNam Việt Võ Đạo ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Và xin được trân trọng kính mời ông Ngô Bá Huy, trưởng bộ môn VivoNam Việt Nam, Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch sẽ lên trao quà lưu niệm cho tập đoàn FPT. Và xin được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Gia Bình sẽ quay trở lại sân khấu để nhận món quà tặng này. Món quà tặng từ phía bộ môn VivoNam Việt Nam dành đến cho tập đoàn FPT cũng thay cho lời cảm ơn tập đoàn FPT vì đã đưa VivoNam trở thành một phần không thể thiếu và trở thành một niềm tự hào của đông đảo các học sinh sinh viên của FPT. Xin mời chào bắt tay từ toàn thể các quý vị cùng các môn sinh. Xin được trân trọng cảm ơn ông Ngô Bá Huy và Phó sư Tiến sĩ Trương Gia Bình. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Bình Định, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn VivoNam Thế giới, Chánh Văn phòng Liên đoàn VivoNam Việt Nam cũng sẽ có món quà tặng dành đến cho tổ chức giáo dục FPT. Và xin được trân trọng kính mời Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, và ông Vũ Mạnh Tuấn, trưởng bộ môn VivoNam, tổ chức giáo dục FPT sẽ cùng lên sân khấu để nhận món quà này. Xin trân trọng kính mời.
xin được chia sẻ đến các quý vị đại biểu và các thầy cô giáo. Võ sư Nguyễn Bình Định là một trong số những người có đóng góp lớn vào sự phát triển của Võ Việt Nam Việt Nam, và đặc biệt là sự phát triển của Võ Việt Nam tại trường đại học FPT có sự đóng góp rất lớn của võ sư Nguyễn Bình Định và võ sư Nguyễn Văn Chiếu, phó chủ tịch liên đoàn Võ Việt Nam thế giới. Và món quà tặng ngày hôm nay mà võ sư Nguyễn Bình Định dành đến cho nhà trường cũng thay cho lời chúc mừng và sự ghi nhận những nỗ lực của tập thể thầy và trò tổ chức giáo dục FPT trong suốt thời gian vừa qua. Xin cảm ơn ông Nguyễn Bình Định, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Khắc Thành và ông Vũ Mạnh Tuấn. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với khoảnh khắc thả 3 bóng khí cầu. Mỗi quả bóng sẽ đều mang những thông điệp khác nhau. 30 năm tiên phong mở cõi, FPT vươn mình vượt vũ môn và màn đồng diễn võ thuật lớn nhất Việt Nam. Và sau đây chúng ta sẽ cùng đếm ngược từ 3 đến 1 và cùng nhau hô từ thả thật to để khí cầu của chúng ta sẽ bay lên. 3, 2, 1, thả! Và chúng ta có thể thấy ở trên màn hình cũng như ở đằng sau sân khấu đây, những khí cầu của chúng ta đã được bay lên, thể hiện cho những ước mơ sẽ được chắp cánh bay cao bay xa của thầy và trò tổ chức giáo dục FPT. Kính thưa quý vị, với tất cả những tinh thần Việt võ đạo có được như ngày hôm nay, chúng ta không thể quên đi người sáng lập ra môn võ mang bản sắc Việt, tinh thần Việt, cố võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc và lối chào nghiêm lễ cùng một phần nhằm mục đích thể hiện sự trân trọng, tôn trọng và tri ân đến người. Lối chào nghiêm lễ trong Võ Việt Nam được biểu trưng bằng bàn tay thép đặt lên trái tim tử ái, bàn tay thép do công phu tập luyện mà thành, trái tim tử ái do thấm nhuần tinh thần võ đạo mà có. Khi chúng ta đặt tay lên tim nghiêm lễ, môn sinh Võ Việt Nam luôn phải nhớ rằng chỉ dùng võ để cảnh cáo, để cảm hóa người, chứ không dùng võ để trừng phạt hay trả thù. Dùng võ với tinh thần võ đạo, luôn bao dung, tha thứ cho người, chứ không mang tính chất thuần về võ thuật tàn bạo, áp bức người phải tuân theo ý mình. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các cán bộ nhân viên, học sinh, sinh viên đứng dậy. Xin mời thầy Lưu Văn Hùng, giảng viên môn Võ Việt Nam Đại học FPT sẽ thực hiện nghi thức nghiêm lễ và tri ân tổ nghề. Toàn khối chuẩn bị đứng. Đứng. Alo. Em xin phép được hướng dẫn qua về cái khi em hô nghiêm lễ thì mọi người đặt tay phải lên ngực trái. Và em hô lễ thì mọi người gập thân và đứng thẳng và giữ đôi tay ở đây. Khi nào em hô thôi thì mời quý vị hạ tay xuống. Toàn khối chú ý. Đúng. Nghi thức tri ân sáng tỏ môn phái Võ Việt Nam. Nghiêm lễ. Lễ. Thôi. Em xin mời quý vị đại biểu an tọa. Vâng, xin cảm ơn các quý vị cùng các môn sinh. Và ngay sau đây để các môn sinh chú ý, chuẩn bị ngồi. Ôi. Vâng, xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu cùng các môn sinh. Và ngay sau đây để thể hiện tinh thần quyết tâm, sức mạnh của màn đồng diễn Võ Việt Nam lớn chưa từng có, xin mời quý vị cùng đến với màn biểu diễn chống hội và màn biểu diễn có 102 đến từ 493 học sinh F-School với thông điệp 30 năm tiên phong mở lối, FPT vươn mình vượt vũ môn. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Thank you.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta có thể theo dõi thấy ở trên màn hình lớn đây cũng chính là Flycam đang truyền những hình ảnh ở phía cuối khu vực sân khấu kia, chính là hình ảnh của các học sinh của F School đang xếp chữ, và chúng ta thấy được hình ảnh hiện lên đây rất đẹp khi các học sinh của F School đã đồng lòng và quyết tâm xếp chữ để tạo nên một phần xếp chữ với những hình ảnh mà như quý vị chúng ta cũng có thể thấy được ở đây ạ. FPT và hình ảnh của FPT mở lối tiên phong. Xin một tràng pháo tay cho màn biểu diễn vừa rồi ạ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị đến với màn biểu diễn Võ Vi Nam để chúng ta xác lập kỷ lục Việt Nam. Nhưng trước hết sẽ là màn biểu diễn võ thuật đến từ 135 học sinh của trường trung học và trung học cơ sở FPT. Toàn khối chuẩn bị đứng. Xin mời. Mời đội dọc bay, chúng ta sẽ cùng xếp quanh logo FPT 30 năm để cùng cổ vũ cho màn biểu diễn của chúng ta. Rồng chính là biểu tượng thiêng liêng trong nét văn hóa Á Đông. Hình ảnh rồng bay lượn cũng chính là thể hiện cho tinh thần mạnh mẽ, ước mơ bay cao bay xa của người Việt Nam. Thank you.
xin cảm ơn một tiết mục đầy nhiệt huyết và tưng bừng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với màn biểu diễn võ thuật rất đáng yêu đến từ 135 học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở FPT. Vậy xin mời các ống kính ở đài truyền hình chúng ta lùi ra sau để lấy sân khấu cho các bạn tiểu học biểu diễn. Toàn khối chú ý, chuẩn bị đứng, đứng. Các bạn học sinh tiểu học vào vị trí. Yên. Như trước, đứng. Rồi. Nghiêm lệ. Lệ. Việt Nam ơi giống hùng thiêng ngàn năm lưu danh sự sách mẹ Âu Cơ bố lạc lòng quân cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiến dũng đời ông cha dựng xây giữ yên bờ cõi để tương lai con cháu cùng hoàn ca đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Nhiều lệ, lệ, phải trái, quay, ra sân. Hào khí trời nắm ta, dạng người sắt son Việt Nam. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn màn trình diễn đầy đặc biệt của các môn sinh nhí của FPT. Và ban tổ chức cũng rất chu đáo khi sắp xếp những môn sinh có sải tay ngắn nhất biểu diễn cạnh chủ tịch FPT Trương Gia Bình. Kính thưa quý vị, và ngay sau đây trước khi chúng ta đến với phần đồng diễn của 3.000 môn sinh FPT tại Hòa Lạc, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một màn trình diễn rất đặc biệt. Các môn sinh đến từ câu lạc bộ Võ Việt Nam của trường đại học FPT sẽ biểu diễn những màn Long Hổ Quyền, Nhật Nguyệt Đại Đao Pháp, Song Luyện Mã Tấu, Tinh Hoa Lưỡng Nghi Kiếm Pháp, Song Luyện Tay Không. Những môn sinh tham gia phần biểu diễn đặc biệt này đều là những sinh viên đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi về Võ Việt Nam như giải thành phố Hà Nội mở rộng, giải sinh viên toàn quốc. Và ngay sau đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với màn trình diễn Tinh Hoa Võ Việt Nam đến từ các môn sinh câu lạc bộ Võ Việt Nam trường đại học FPT. Ta, đất với trời bao la, tuyệt nhiên thiên thư còn đó. Giặc bao phen, khiết vết chuồn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông hát hồn thiêng ơi, ngàn sao cháu con ghi lòng. Sông lớn bạch đằng giang ơi, vui thầy bác quân sớm lớn. Xây gấm son san hà cho nước Việt Nam ta ngàn đời ngút cao hùng thiêng. Tình lý chân lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Dương máu dòng tiên ơi, còn đây kiên trung bất khuất. Ngàn năm mãi luôn lưu truyền.
Việt Nam. Rừng thiêng sắc son thề ước, thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thăm oai hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tự nhiên thiên thư còn đó, giặc bao phen khiết vết chuồn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông hát hồn thiêng ơi, ngàn sao cháu con ghi lòng, sông lớn bạch đằng giang ơi, vui thầy bác quân sông lớn, lớp lớp người chung xây gấm son san hà cho nước Việt Nam ta ngàn đời ngút cao hùng thiêng. Tình lý chân lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời, xương máu dòng tin ơi, còn đây kiên trung bất khuất, như sóng biển đông kia ngàn năm mãi luôn lưu truyền, hào khí trời Nam ta rạng ngời sắc son Việt Nam, cho đến ngàn năm sau rạng ngời sắc son hào khí Việt Nam. Tình lý chân lễ khắc ghi đời đời, xương máu dòng tin ơi, còn đây kiên trung bất khuất, như sóng biển đông kia ngàn năm mãi luôn lưu truyền, hào khí trời Nam ta rạng ngời sắc son Việt Nam. Chiều Tây Sơn áo bạc vai, rừng thiêng sắc son thề ước, thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thăm oai hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tự nhiên thiên thư còn đó, giặc bao phen khiết vết chuồn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông hát hồn thiêng
cháu con đi lòng. Sông lớn bạch đằng giang nơi vui thầy bác quân sớm lớn. Lớp lớp người chung tay dựng xây gấm son san hà cho nước Việt Nam ta ngàn đời ngút cao hùng thiêng. Tình lý chân lễ xin khắc ghi đời đời. Dương máu dòng tiên ơi còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta rạng ngời sắt son Việt Nam. Cho đến ngàn năm sau rạng ngời sắt son hào khí Việt Nam. Việt Nam ơi giống hùng thiêng ngàn năm lưu danh sự sách. Mẹ Âu Cơ bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha dựng xây giữ yên bờ cõi. Để tương lai con cháu cùng hoàn ca đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Trần lễ ơi nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia ngàn năm mãi luôn lưu truyền hào khí. Kính thưa quý vị, vừa rồi chính là những nét tinh hoa, những nét đặc sắc nhất của Việt võ đạo của Võ Việt Nam đã được các môn sinh đến từ câu lạc bộ Võ Việt Nam trường đại học FPT thể hiện. Và qua đó chúng ta có thể thấy việc đào tạo Võ Việt Nam, Việt võ đạo ở tổ chức giáo dục FPT không chỉ tính đến việc phát triển mạnh về phong trào mà chất lượng của những môn sinh cũng đều được các thầy cô ở huấn luyện đào tạo ở đại học FPT cũng như tổ chức giáo dục FPT chú ý đến. Và chúng ta có rất nhiều những môn sinh, những hạt nhân ưu tú xuất sắc của Võ Việt Nam, Việt võ đạo. Và kính thưa quý vị, đây chính là thời khắc mà chúng ta đã cùng chờ đợi. Ngay sau đây xin mời tất cả các quý vị đại biểu, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị theo dõi và chúng ta cùng chuẩn bị đến với khoảnh khắc xác lập kỷ lục biểu diễn Võ Việt Nam, Việt võ đạo tại Việt Nam. Và ngay sau đây xin mời 3.000 môn sinh tại điểm cầu Hòa Lạc chúng ta sẽ vào vị trí. Và kính thưa quý vị, phần đồng diễn này của chúng ta sẽ quy tụ khoảng 7.000 môn sinh Võ Việt Nam ở cả 3 miền tại 4 điểm cầu Hòa Lạc, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ, với thành phần tham gia là các học sinh sinh viên từ các khối F-Poly, FPT Greenwich, F-School và Đại học FPT. Và sau đây xin mời thầy Lưu Văn Hùng, giảng viên môn Võ Việt Nam Đại học FPT sẽ điều hành màn đồng diễn của chúng ta. Toàn khối chú ý. Chuẩn bị đứng. Xin mời các ống kính chúng ta dì sang bên ngoài ạ. Anh dì sang ngoài chút. Gian hàng. Xuất phát. Nhìn trước, tăng. Bên phải, quay. Nhìn trước, tăng.
Bên trái, quay. Nghi. Chạy tại chỗ. Bắt đầu. Bên trái, quay. Nhiều lệ. Lệ. Bên phải, quay. Nghi. Chương trình đầu diễn Vô Việt Nam. Chuẩn bị. Bắt đầu. Quay. Lần sau, quay.
Nghiêm lệ. Lệ. Bên phải quay. Nghi. Vâng, kính thưa quý vị, một khoảnh khắc thật thiêng liêng, thật xúc động và rất đỗi tự hào khi hàng ngàn môn sinh của tổ chức giáo dục FPT đã cùng thực hiện những động tác thể hiện rõ niềm tự hào, hào khí Việt Nam. Xin một tràng vỗ tay thật nhiệt liệt để cùng chúc mừng cho tái kích vừa rồi, cho bài trình diễn có 102 vừa rồi của các môn sinh tổ chức giáo dục FPT. Vâng, kính thưa quý vị, và để tiếp nối hào khí ngày hôm nay cũng như để tiếp tục thể hiện những tinh hoa võ Việt để gửi đến toàn thể các quý vị đại biểu ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là một phần biểu diễn vô cùng đặc biệt đến từ các thành viên của đội tuyển võ Việt Nam quốc gia Việt Nam. Phần trình diễn tinh hoa Việt Nam, tổng hợp những tinh hoa nhất của Việt võ đạo. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Toàn khối chuẩn bị ngồi. Thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em sinh viên thân mến, võ Việt Nam Việt võ đạo là môn võ thuật do cố võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc, người Việt Nam sáng lập từ năm 1938, trên cơ sở lấy võ và vật dân tộc làm nòng cốt, đồng thời nghiên cứu khai thác những tinh hoa của các môn võ khác trên thế giới để bổ sung vào nền tảng kỹ thuật của võ Việt Nam Việt võ đạo theo nguyên lý cương nhu phối triển. Võ Việt Nam Việt võ đạo là môn phái võ được phát triển với hệ thống chương trình huấn luyện khoa học được thống nhất trong và ngoài nước, mang đậm đà bản sắc dân tộc với những kỹ thuật khéo léo, mềm dẻo, chính xác, kết hợp giữa cương và nhu, phù hợp với mọi người, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trong việc rèn luyện sức khỏe, khả năng tự vệ chiến đấu, nâng cao thể chất, giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, học võ Việt, yêu nước Việt. Với chủ trương khôi phục, bảo tồn và phát triển những tinh hoa của nền võ học Việt Nam cũng như các môn thể thao dân tộc qua 80 năm hình thành và phát triển, đến nay môn phái võ Việt Nam Việt võ đạo đã phát triển rộng rãi không ngừng khắp các tỉnh thành, ngành trong cả nước và còn có mặt tại trên 60 nước trên thế giới. Môn võ Việt Nam đã được Ủy ban Olympic châu Á đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 Asian Indoor Games Spa tổ chức tại Việt Nam tháng 11 năm 2011. Võ Việt Nam tiếp tục vinh dự được Hội đồng Thể thao Đông Nam Á đưa vào chương trình thi đấu chính thức tại SEA Games 26 tại Indonesia, SEA Games 27 tại Myanmar và Đại hội Thể thao Bãi biển châu Á lần thứ 5 năm 2016 tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Võ Việt Nam đang tràn đầy hy vọng có mặt trong chương trình thi đấu chính thức tại SEA Games 30 năm 2019 sẽ được tổ chức tại Philippines, đánh dấu bước phát triển và hội nhập thể thao quốc tế ngày càng mạnh mẽ của Võ Việt Nam. Về mặt hệ thống tổ chức, Liên đoàn Võ Việt Nam Thế giới, Liên đoàn Võ Việt Nam Châu Á, Liên đoàn Võ Việt Nam Châu Âu, Liên đoàn Võ Việt Nam Châu Phi, Liên đoàn Võ Việt Nam Đông Nam Á, Liên đoàn Võ Việt Nam Nam Á, Liên đoàn Võ Việt Nam Đông Á đã lần lượt được thành lập. Chương trình biểu diễn Võ Việt Nam với chủ đề Tinh hoa Võ Việt Nam, Tinh hoa Võ Việt sẽ giới thiệu đến quý vị đại biểu, quý thầy cô và các em sinh viên các tiết mục biểu diễn đặc trưng của môn phái Võ Việt Nam Việt võ đạo với sự tham gia biểu diễn của đội tuyển Võ Việt Nam Việt Nam là các vận động viên kệ tướng quốc tế, kệ tướng quốc gia đã từng đạt huy chương vàng tại các giải vô địch thế giới, châu Á, Đông Nam Á và SEA Games. We'll be right back.
Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe sang phố, hòa một niềm tin gieo ca eo eo. Từ nơi đảo xa mênh mông sóng về nơi đồi cao bay mây trắng, một vòng tay nối tròn Việt Nam. Bao la đất trời quê hương xanh ngời, xòe tay đón nắng mai cười tròn mắt. Bao nhiêu con người chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Trời quê hương xanh ngời, xòe tay đón nắng mai cười trong mắt. Bao nhiêu con người chung tay xây đời, niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Với chương trình biểu diễn Võ Việt Nam Việt Võ Đạo vừa qua, chúng tôi hy vọng quý vị đại biểu đã biết và hiểu Việt Võ Đạo, một môn võ của dân tộc Việt Nam. Mong rằng sẽ đón nhận những ý kiến quý báu và giúp đỡ cho Võ Việt Nam Việt Võ Đạo có thêm những cơ hội phát triển, góp phần vinh danh dân tộc Việt Nam trong nhân loại. Xin cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Vâng, xin cảm ơn một màn trình diễn với những tinh hoa và những nét đẹp tinh túy nhất của Võ Việt Nam Việt Võ Đạo. Và ngay sau đây, xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng lên bầu trời để cùng theo dõi những chiếc máy bay tiêm kích đã sẵn sàng đồng loạt bay lên bầu trời của tổ chức giáo dục FPT. Xin mời quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, thật tuyệt vời khi ngày hôm nay ước mơ của thầy trò tổ chức giáo dục FPT đã trở thành hiện thực. Ước mơ về một màn trình diễn Võ Việt Nam thể hiện hào khí Việt Nam, sức mạnh của võ Việt. Ước mơ về một kỷ lục danh tặng tập đoàn nhân 30 năm thành lập. Ước mơ về một dấu ấn đậm nét của khối giáo dục FPT, những người mở lối tiên phong trong lĩnh vực giáo dục ở Việt Nam. Xin mời chào các anh nữa để chúng ta cùng vinh danh kỷ lục Việt Nam ngày hôm nay mà tổ chức giáo dục FPT đã sáng lập. Một công ty cho ngày tiên phong để vươn thực ra khắp toàn cầu, dịch vụ nâng cao và công nghệ tiên tiến hàng đầu, để hình ảnh đẹp ngày càng vươn xa khắp Nam Châu. FPT niềm tự hào vang lên khi nhắc đến FPT mà là ngọn lửa vinh quang luôn được phát. Chúng ta thấy những chiếc máy bay với thông điệp hào khí võ Việt mở lối tiên phong đang sải cánh bay trên bầu trời của Hoa Lạc. 30 năm ta chờ đón một món quà, còn lời của đam mê như lan khắp đêm. Thực sự là một khoảnh khắc đầy ý nghĩa và xúc động với không chỉ các học sinh mà toàn thể các thầy cô, các cán bộ, nhân viên của tổ chức giáo dục FPT và toàn thể các quý vị đại biểu đang có mặt tại Hoa Lạc ngay lúc này đây, khi chúng ta trở thành một phần của kỷ lục Việt Nam, một phần của lịch sử mà tổ chức giáo dục FPT đã viết tên. Là một công ty với 30 năm thăng trầm dẫn bước, bằng đôi bàn tay và thêm một ý chí lớn lao. Ở đây là một công ty nối tiếp tinh hoa dân tộc vươn lên, trí tuệ sáng tỏ năng động vươn tới đỉnh cao. Một công ty cùng chôn sâu một nét văn hóa rất đặc thù, để cho tinh thần chiến thắng đến trong mọi người, và để ngày ngày đón biết bao niềm vui cùng.
một công ty chẳng ngày tiên phong để vươn thực ra khắp toàn cầu, dịch vụ nâng cao và công nghệ tiên tiến hàng đầu để hình ảnh đẹp ngày càng vươn xa khắp Nam Châu. FPT niềm tự hào vang lên khi nhắc đến FPT man là ngọn lửa vinh quang luôn được thắp sáng tiếp. Vâng, kính thưa quý vị, thật tuyệt vời khi ước mơ của chúng ta đã được viết nên ngày hôm nay, và màn đồng diễn ngày hôm nay được diễn ra cùng lúc tại cả ba miền và đạt số lượng môn sinh tham gia đồng diễn là khoảng 7.000 người. Số lượng kỷ lục Việt Nam đã được xác lập tại Bình Định là 6.000 người. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin, Chủ tịch Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam sẽ lên trao kỷ lục Việt Nam cho tổ chức giáo dục FPT. Và xin được trân trọng kính mời Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thành, Hiệu trưởng Đại học FPT sẽ lên sân khấu để nhận kỷ lục Việt Nam. Và xin mời tất cả chúng ta hãy cùng hướng về sân khấu nơi một khoảnh khắc cực kỳ ý nghĩa đang được diễn ra. Và một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng tổ chức giáo dục FPT với kỷ lục đồng diễn vô Việt Nam, mời kỷ lục Việt Nam. Và xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị đại biểu, xin mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Gia Bình cùng các quý vị đại biểu đại diện của các cơ quan trung ương, địa phương, đại diện của Liên đoàn Võ Việt Nam cũng sẽ cùng bước lên sân khấu để chúng ta cùng chụp kèo ảnh đánh dấu một sự kiện trọng đại này. Xin trân trọng kính mời. Và cùng lúc này ở trên bầu trời, những chiếc máy bay của chúng ta vẫn đang trao lượn và tạo nên những khoảnh khắc thật tuyệt vời, thật kỳ diệu. Ngày hôm nay thật sự tuyệt vời khi tổ chức giáo dục FPT đã được đón tiếp đông đảo sự có mặt của các quý vị đại biểu và các cơ quan ban ngành để chúng ta cùng theo dõi, cùng chứng kiến một kỷ lục Việt Nam về Việt võ đạo thể hiện thật rõ tinh thần yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc của chúng ta. Mời các quý vị chúng ta cùng giơ nắm tay quyết tâm hướng về phía trước ạ. Và một chiếc huy chương danh dự đã được trao tặng cho Chủ tịch Trương Gia Bình, Chủ tịch Cộng đoàn FPT và Tiến sĩ Nguyễn Khắc Thành, Hiệu trưởng Đại học FPT ạ. Vâng, nắm đấm bàn tay thể hiện sức mạnh, ý chí và tinh thần của chúng ta được giơ lên phía trước. Và một lần nữa xin một tràng pháo tay từ phía toàn thể các môn sinh cùng các quý vị ngày hôm nay ạ. Vâng, và xin mời các quý vị chúng ta sẽ cùng di chuyển xuống phía dưới và có thêm một kiểu ảnh với hơn 3.000 môn sinh của tổ chức dục FPT ngày hôm nay. Xin mời toàn thể các quý vị chúng ta cùng di chuyển xuống khu vực sân khấu phía dưới đây ạ. Và xin mời các quý vị đại biểu chúng ta sẽ cùng xuống khu vực thảm và cùng chụp với các môn sinh. Và xin mời thầy. Alo. Hàng ngang đầu tiên, các bạn ngồi tại chỗ. Hàng ngang số 2 ngồi chỗ. Toàn khối chú ý. Chuẩn bị đứng. Đứng. Ok, hai hàng các bạn đứng dậy luôn. Kéo đứng dậy luôn. Xin mời các thầy cô Vô Việt Nam chúng ta di chuyển vào trong ạ. Xin mời các thầy cô Vô Việt Nam chúng ta di chuyển vào trong để chụp một kiểu hình ạ. Toàn cô chú ý. Yêu. Nghỉ. Các em sẽ đứng ở tư thế nghỉ để nhìn cho đội hình khỏe. Máy quay sẽ từ trên xuống dưới thì tất cả chúng ta sẽ đều có trong hình.
Vâng, xin một tràng vào tay thật đông lượng cho một tràng vào tay ạ. Các bạn sinh viên chú ý, sau đây chúng ta sẽ hô một tiếng hô thật là vang, thật là lớn. Đó là tiếng hô Vô Vi Nam Việt Võ Đạo. Sau khi thầy hô Vô Vi Nam thì toàn khối chúng ta hô thật lớn Vô Vi Nam Việt Võ Đạo. Các em sẵn sàng nhá. Vô Vi Nam! Một tràng pháo tay. Vâng, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các thầy cô cùng toàn thể các môn sinh, chúng ta sẽ cùng hòa giọng ca của mình vào một tiết mục và một ca khúc rất đặc biệt ngày hôm nay. Ca khúc Việt Nam ơi có phần thể hiện của Tam Ca Hải Băng, Diệu Linh và Thanh Tú cùng nhóm Flash Mob của trung học FPT F School. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hòa mình vào tiết mục này. Việt Nam ơi. Xin cảm ơn các thầy ạ. Và sau đây các em sẽ nhảy những điệu nhảy free tại chỗ. Các em sẽ nhún nhảy theo điệu nhạc nhé. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Bước xưa nắng tràn đường phố nơi tôi ở từ thơ bé đã quen. Đứng giữa nước này niềm tin luôn căng tràn, đừng lo lắng, cười lên. Và gió qua tan cây hòa trong tiếng tre. Vâng, và xin mời các học sinh của chúng ta hãy cùng giơ cao những cánh tay của mình, chúng ta hãy cùng nhảy tại chỗ và cùng hòa mình vào điệu Flash Mob này. Xanh tươi sáng Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xây giang phố và một niềm tin gieo ca e o e o. Về nơi đường xa vẫn đêm sau, về nơi đồi cao mây bay trắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam. Bao la đất trời quê hương xanh người sợ trong đón nắng mai cười trong mắt. Bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Và chúng ta để thấy ở trên bầu trời lúc này thì chiếc máy bay tiêm kích của chúng ta cũng đang bay lượn và màu cờ của FPT, ba màu của FPT cũng đã được giải khắp ở trên bầu trời, ghi dấu cho một khoảnh khắc thật tuyệt vời ngày hôm nay. Hòa trong tiếng tre thơ đùa vui cười và nắng trên lá xeo, ngày xanh tươi sáng Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe giang phố và một niềm tin. Niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xây giang phố và một niềm tin gieo ca eo e o. Từ nơi đảo xa mênh mông sóng cao tay nối trọn Việt Nam, bao la đất trời quê hương xanh ngời, xuân tay đón nắng mai cười trong mắt. Bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi. Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi.
Việt Nam ơi, Việt Nam ơi, tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi. Ok, xin cảm ơn các bạn. Vâng, xin cảm ơn toàn thể các quý vị đại biểu, các cơ quan báo chí truyền thông, các thầy cô giáo, các cán bộ nhân viên và đặc biệt chính là các học sinh sinh viên, các môn sinh của chúng ta ngày hôm nay, tất cả đã góp phần làm nên một kỷ lục Việt Nam, một kỷ lục vô Việt Nam Việt võ đạo. Alo, xin mời tất cả ban tổ chức chúng ta về phía sân khấu ạ. Alo. Đến bây giờ thì chúng ta đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ của mình rồi. Thì sau đây thầy xin thông báo cuối cùng liên quan đến chương trình đồng diễn Vô Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ không phải điểm danh nữa. Thì đồng nghĩa việc là sáng nay những bạn nào có mặt thì chúng ta nằm trong sách buổi chiều nay có mặt. Và chúng ta một lát nữa thì khi có hiệu lệnh giải tán, sau khi chúng ta chụp những bức hình cuối cùng thì có hiệu lệnh giải tán của thầy, thì chúng ta sẽ di chuyển về vị trí, lấy đồ cá nhân của mình ở các khu vực.